đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tuy mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng cao pháp quốc giáo 253. Dạ, con thấy sư chạy ra chạy vào mấy lần rồi. Bây giờ sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, sư nghe âm thanh con. Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Ha Giá. Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 253. Baravaccha Nubasissa, Baravaccha Nubasissa, Baravaccha Nubasissa, Nichang Uccha Nasanyino, Nichang Uccha Nasanyino, Nichang Uccha Nasanyino, Asawa Tassawatthanti, Asawa Tassawatthanti, Asawa Tassawatthanti, Araso Asawakkhaya, Araso Asawakkhaya, Araso Asawakkhaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thưa quý vị, bài học này được bắt đầu bằng một cái liên từ. Baravaccha, Baravaccha Sissa, có nghĩa là tìm xem lỗi của người khác, tìm xem lỗi của người khác. Bara là khác, Vaccha là lỗi lầm, Anubassi là tìm kiếm hoặc là tìm xem. Thành ra ba cái danh từ này được phối hợp lại thành một cái liên từ, mình được chia theo sở thuộc cách số ít, thành ra nó trở thành Baravaccha Nubasissa. Baravaccha Nubasissa. Quý vị có còn nghe được âm thanh của chúng tôi? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, tìm xem lỗi của người khác. Dạ, con đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Quy. Tiếp thì chúng ta có một cái danh từ rất là quen thuộc, Nichang. Nichang là thường. Nichang là thường. Nichang là thường. Uccha Nasanyino, Uccha Nasanyino, Uccha Nasanyino có nghĩa là có ý phê phán, có ý phê phán. Uccha Na phê phán, Sanyi, Sanyi hay là Sanyá, có nghĩa là có cái ý, cái tưởng, ý tưởng đó, có ý phê phán, có ý phê phán. Uccha Na Sanyino, có ý phê phán. Uccha Na Sanyino,
Asawa. Asawa có nghĩa là lậu hoặc. Asawa có nghĩa là lậu hoặc. Tát sát ấy hay là kẻ ấy, ấy hay là kẻ ấy, tát sát ấy hay là kẻ ấy. Quách thanh tí, tăng trưởng lớn mạnh. Quách thanh tí, tăng trưởng lớn mạnh. Ara, ara có nghĩa là cách xa hay là lìa xa. Cách xa hay là lìa xa, cạn từ. Ara có nghĩa là cạn từ. So, so có nghĩa là kẻ ấy. So có nghĩa là kẻ ấy. Asawa Kaya, đoạn tận các lậu hoặc. Asawa, asawa là các lậu hoặc. Kaya là đoạn tận, do được chia theo sức xứ cách số ít thành ra trở thành Asawa Kaya, đoạn tận các lậu hoặc. Đoạn tận các lậu hoặc. Asawa Kaya. Nhà thiếu, thiếu cái chữ đồng tận. Rồi, vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần từ vựng rồi. Bara waccha nu basissa nicchan uccha nasannino asawa tassa watthanti araso asawakkhaya. Có nghĩa là ai thấy lỗi của người thường chỉ tiếp, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn tự ấy mình đã hỗ trợ phần một bài lên màn hình cho các vị tiện bề theo dõi. Bây giờ thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong rung. Và con cũng xin được thay mặt hội chúng ở trong rung xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng nhân sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 253. Và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền. Không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không, mà xin Thượng Tọa cho con biết một cái tín hiệu. Và sa thú lành thai, con xin thành kính cung kính Thượng Tọa. Nam mô Bất Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Giờ tôi để chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh để được Phật tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Chào đến quý Phật tử cùng Chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkavanta Athivade Visvakato Phakkavata Thammo Tham mang nam ma sa mi su pa ti pa no pha ka va to sa va ka sang kho sang khang nam ma mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu quý tán dương ở Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ qua lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử cũng được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Để kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học một cái bài kinh Pháp Cú số 249 này, xin lỗi 253 này, rất là ý nghĩa về đạo cũng như về đời.
Sự gì mà chúng tôi nói như vậy là có duyên sự và duyên cớ. Xin quý vị cho tôi chút xíu, chờ chút xíu. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói là không ạ? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Bởi vì lỗi bởi vì nó cũng chuyển mưa đó. Mình chưa có đóng cửa cho nên nó đập ầm ầm ầm. Dạ. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi vừa nói tức là nó có cái lợi ích của vừa đời mang tính đạo. Đọc cốt qua câu kinh thôi chúng tôi cũng đã hiểu rồi. Người mà thích tìm tội cái lỗi của người mà không thấy đó là sự thật trên cuộc đời này quá nhiều. Ai thấy lỗi của người thường sẽ lòng chỉ trích người ấy, lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Có thể nói rằng đối với người mà chuyên tìm lỗi của người khác thì có ý tưởng nó phê phán, có ý tưởng phê phán người khác, hoặc là để có một cái tính tức là mà không chấp nhận chuyện bé chuyện nhỏ xé ra ra to, chuyện to lại càng cho nó to hơn nữa, vân vân. Thì duyên sự câu chuyện này rất là đơn giản, là có một vị tỳ kheo cũng được đặt tên cũng như là người trong câu chuyện này, tức là người chuyên tìm lỗi người. Mà chúng ta thấy câu pháp cú tức là vị tỳ kheo chuyên bới lỗi người, cái duyên sự nó là vậy. Khi Đức Phật ngài ở tại kỳ viên tên là Uchanasani, tôn giả này thường thường dò xét tìm lỗi của các vị tỳ kheo khác. Ngay cả cái việc mà đắp y, đắp thượng y như thế này, đắp hạ y như thế kia cũng đều được vị ấy chú ý. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện được nói đến Đức Phật, bạch đến Đức Phật, thì Đức Phật mới nói tỳ kheo mà Uchanasani này đó không phải là một con người tốt đẹp. Phật nói người nào mà làm bổn phận của mình, người nào mà làm tròn cái bổn phận của mình mà khuyên người khác như thế đó thì người ấy là người tốt. Chứ còn người mà không thấy lỗi của mình, người nào cố tìm nhìn lỗi người, tìm lỗi người, đi rêu rao lỗi của người, hạng người này không bao giờ đạt được cái pháp thượng nhân, hay là có một chút gì đó gọi là chất liệu của giác ngộ không có, mà chỉ có ô nhiễm ở trong tâm người đó, người đó không thể nào mà tiến về cái sự an lạc tịch tịnh giải thoát. Và Đức Phật đã nói lên câu của kệ: ai thấy lỗi của người thường sinh lòng chỉ trích người ấy, lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Cái miệng
cái lời nói là một biểu tri của khẩu, mà xuyên qua tam nghiệp, tức là thân khẩu và ý nghiệp. Người ta nói một câu nói rất là hay, lời nói mất tiền mua lời lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta có cần thiết phải nói nặng nhau không? Có cần thiết phải nói lên cái lỗi của người một cách quá đáng không? Nếu như cái lời nói của mình mà đưa đến tốt đẹp thì nên nói. Còn nếu như cái lời nói của mình mà gây lên một sự bực bội cho người thì cũng đừng nói. Người mà chịu nghe, nghe cái tâm của chúng ta, quý vị biết, nói cho những người nào mà họ đón nhận, nói cho những người nào mà họ chấp thuận thì chúng ta mới nên nói. Chứ còn nếu như nói qua ra mà cái lòng bực bội, oán hờn sinh ra cái sự tức tối, cái sự khó chịu, thì Phật Pháp này không khuyến khích, không chỉ dạy những cái lời nói đó. Khi nói cái lỗi của người, chúng ta nói cũng phải nói đúng thời kìa, nói đúng lúc kìa. Chứ đừng có nói chi mà đi vạch đi tìm. Thường thường đó, quý vị biết chưa, chúng tôi khi mà chúng tôi nói cái đến với chia tăng, nó có hai lúc chúng tôi. Một là khi Bồ Tát ngồi đó để nói cho nhau nghe, để thú tội, để ngồi để nghe. Nghe cả chúng tôi nói, bây giờ quý vị hãy nói chúng tôi đi, ngay giờ này là nói nè, cứ nói đi để mà nghe. Hoặc là chúng tôi nói khi mà sau khi dùng cơm xong, có những chuyện mình bực bội trong lòng vô cùng, những điều mà cố gắng kham nhẫn trong khi ăn không nên nói. Ở đời người ta nói trời đánh cũng tránh bữa ăn, thì sẽ thật ra không có trời đánh trời gì hết. Những điều mà khi mà ăn thì thôi, để tôn trọng đại chúng, tôn trọng chung. Người thì có cái lỗi này, người có lỗi kia, và chúng ta cũng như thế, thì thôi chúng tôi im lặng đến khi ăn. Thì thường thì xuống, thì sau khi ăn xong bắt đầu là mới xuống từng tự. Sau khi mà chấm dứt xong thì chúng tôi yêu cầu chưa tăng ngồi lại để chúng tôi có một vài lời truyền đạt, cũng là về lời nói chuyện. Thì sự A, sự B, sự C như thế, như thế, như thế, như thế. Hay khi tôi được nghe người ta như thế này, khi tôi nghe sự như thế kia, cái sự tình nó như thế nào. Chứ không phải tôi vừa nghe, nghe cái người ta chỉ lỗi ở cái ông đó như thế, như tôi xuống tôi áp đặt cho người ta. Đó cũng là một, không phải là mình một người, là một người thầy cũng phải có một sự kiểm soát. Cũng như cha mẹ, khi phải hỏi rõ tận tường, tường tận sự tình thì chúng ta mới nên có một sự phê phán. Không có mà hỏi rõ cái ngọn ngành mà chúng ta phê phán hoặc chúng ta la rầy những người con, thì cái điều đó nó cũng gây bực bội, gây bích lòng. Chứ đừng có nói chi ra. Kính thưa đại chúng, là cái người mà không có cái tâm tốt đẹp với mình, hay mình đang bực bội cái người đó, thì khi mình bực bội cái lời đó, thì mình luôn luôn sẽ có những cái lời nói nó không bao giờ được tốt hết. Mà ở trong cuộc đời này á, nó bình thường, cái chuyện đó, cái chuyện nó rất là bình thường trong cuộc đời. Thùng rỗng kêu to, người mà nói nhiều là lỗi nhiều. Cũng như, chứ đừng nói chi mà mình bắt chẹt cái lỗi của người, mình lại càng sai lầm, mình lại càng đã dở lại càng dở, đã tệ lại càng tệ hại nữa. Cho nên ở đây, cái sự tu tập nó đòi hỏi tất cả chúng ta một cái điều rất là tốt đẹp ở chỗ, tức là cái gì? Chúng ta bớt nói. Tại sao bớt nói? Bởi vì nói hãy nhớ rằng nói sẽ là sai. Tại sao nói sai? Môi hở răng lạnh và im lặng là vàng, nói sẽ là bạc. Con ếch nó chết vì cái miệng. Cái miệng nó kêu người ta mới biết. Mới những cái kẻ thù của nó mới biết được, nó đang nằm ở đâu và nó đang có sự xuất hiện đó,
và thế là ngóng tìm như thế nào. Quả thực thì cái hình ảnh triết lý của nhà thiền người ta rất làm rất là hay. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Để làm gì? Không phải là vị kỷ, mà để chúng ta tự bớt đi một cái nhìn, nhìn cái lỗi của kẻ khác. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn người đó thì ít có nhìn mình. Mà ở đời này, cái sự so sánh, chúng ta luôn luôn có một sự so sánh liên tục là một sự so sánh. Không bao giờ mà chúng ta có một sự chịu, chúng ta có sự đổi thay của giờ. À, chúng ta so sánh mình với người, so sánh và nhìn người ta để mình thích nói người ta vậy. Cho nên vì vậy khi mà nhìn người thì con mắt chúng ta nhìn người ta, chúng ta không nhìn là bên trong, nhìn ở đây nhìn bằng cái cảnh pháp và cảnh sắc. Nhìn mình là nhìn về cảnh pháp xấu rồi trong tâm mình nó như thế nào. Người ta ăn, người ta mặc, cái là chuyện của người ta. Nhiều khi người ta thích cái màu đó là chuyện của người ta. Người ta ăn mặc ngắn dài gì đó, nó có một sự chuẩn xác hay cái gì đó. Ngoại trừ một hình thức người ta ăn mặc một cách quá tệ hại, người ta ăn mặc một cách quá là ngộ nghĩnh. Thì mà chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta như thế nào chúng ta mới nói được người kia. Chứ phải lúc nào mình cũng nói được người đâu. Cái này đều là thật đó quý vị. Cái tư cách của mình nó như thế nào, cái giá trị của mình ra sao mình mới nói. Chứ còn mình nói cái lời nó nói mà của mình không được đón nhận, đừng có nói. Khi chúng ta nói như vậy thì chúng ta quá dở, chúng ta quá là dở, dở mà chúng ta quá tệ. Tại sao như vậy? Bởi vì cái lời nói mà mình biết người ta đón nhận thì nói, còn cái lời nói người ta không đón nhận khi mà mình nói ra chẳng những không được tốt đẹp mà còn sanh gây cái oán cái thù, cái bực tức, cái sự khó chịu thì thôi không nói. Bởi vì sao? Bởi vì nói để làm gì? Ở đây cái tâm con người mà tìm, Đức Phật nói rất là hay, cái tâm con người mà tìm cái lỗi của người thì sẽ không bao giờ có sự tiến hóa được, tiến hóa và thành tựu các pháp thượng nhân. Vì sao vậy? Bởi vì người mình đi tìm cái lỗi của người ta mà trong khi mình một đống mình phê phán người ta. Ở chùa cũng có cái chuyện tất cả chuyện nó qua để sống từng cái nói cho vậy. Ông sư nó không nhìn lỗi của ông sư, sư sống chung. Cái ông đi ngay, cái ông nói ông đi ngay người ta vậy đó. Tù tù hú 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 hú, tù tù hú hú hú. Tiểu sư này cũng lớn tuổi, sư kia ông trẻ. Cũng vì cái lớn tuổi của vị này ông nhìn. Cái chuyện này là chuyện thiệt đó quý vị. Chúng tôi nói chuyện này là kể chuyện là chúng tôi từng chứng đó. Thì cái vị lớn tuổi này á, nghe câu á, thì ông thấy ông đó như vậy. Chị Nga ông xé ra BC nói cho tôi nghe, tôi cười với tôi. Sư đừng có bình tĩnh một chút xíu, thôi đừng có ngó người ta, cứ tu đi. Mà rồi cứ xảy tới cái là ông gặp cái vị đó nó tu hú 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 hú, cái vị kia chịu hết nổi rồi. Cái bây giờ đứng lại, tôi nói cho sư nghe nha, con tôn trọng sư tuổi đáng cha mẹ, nhưng sư làm riết quá đáng rồi. Sư mà nói lần nữa đó, sư đừng có trách. Thì chúng tôi mới can thiệp. Thì ở đây chúng tôi mới nói câu đó. Khi nhắc tới câu này chúng tôi cười. Thì lúc chúng tôi cũng nhớ tới cái dạng câu phúc cuốn này nè. Chứ cứ nhìn cái lỗi của người mà nhìn cái lỗi của mình thì riết được cái hai vị rồi cái vị sư lớn nó bỏ đi. Thì ở đây qua cái câu đó chúng tôi thấy là thí dụ như mình thấy vị đó thấy vị này chuyên làm á, thì cho là vị này chắc là nịnh nọt. Vị này mà không lên đọc kinh hay là không học này nọ gì hết trơn thì nói là không chuyên tu. Mà ông ta nói rằng ông ta đang tụng kinh đây, ông ta nói rằng ông ta đang tu đây, ông ta hơn người. Khoan,
đừng có như vậy. Thì cuộc sống này nó là vậy đó quý vị, nó lạ lắm. Nhưng điều sự thật ra đó, mình luôn luôn, đó là những người đệ tử hay là như người huynh đệ sống cùng chung. Tại sao mà cái tình người ta giữ mãi? Nói là nói khi nào? Nó hợp thời. Lúc đúng thời á, kêu nói thì không nói. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không à? Giờ còn nghe không? Thì cảm ơn các bạn. Bởi chúng tôi thấy màn hình nó giật, nó có rớt mạng. Thì khi nào chúng ta nên nói thì nói, còn không nên nói thì đừng nói. Tập thu thúc cái thiệt này, tức là cái lời nói này, cái miệng này, mình thu thúc, mình giữ gìn nó. Và đó chính là một sự tu tập đó quý vị. Cái tâm mình khởi sanh, mình cho mình tốt, người ta xấu, mình cho người ta dở, mình hay, đó cũng chính là không thể tiến triển được. Ngày hôm nay nó có nhiều cái hình thái mà muốn biết tu tập, tự cho mình là cao thượng. Có một số vị tu tập của người ta dùng ở trong bát, người ta dùng tay, người ta đi khất thực, hay người ta nhận bát vân vân. Rồi người ta thừa hành một cách tốt đẹp như vậy, và người ta nhìn ra mọi người đều là dở hết. Mà sư phụ Từ Siêu qua nói đó, tức là nó không có hòa đồng trong chúng. Thí dụ như sống đó, là thí dụ như cái sự cúng dường bằng thân, thí dụ như ta dâng một cái bàn đi, dâng cái bàn thì bé không chấp nhận, em phải bắt là buộc phải dở lên, dở từng cái chén và từng cái đĩa lên. Như vậy bé nó mới đúng lực, phải rồi. Những điều mà gặp, nếu ta cúng bao gạo bắt người ta dở lên, mà gặp như yếu yếu sao dở nổi. Người ta cúng gạo có nhận được không? Chắc không nhận được. Thì bắt người ta dở lên, cũng như dở, cũng như con dở như vậy là cái luật để con chim nó có thể bay qua, nó không có bị. Nhưng điều ngày hôm nay nó có chim bay, nó có bay như vậy hay không? Tức là cái duyên khởi của như vậy. Mà chúng ta trì luật, không phải trì luật ở một chỗ đó, ở làm con chim nó bay qua cứ bắt dân như vậy. Mọi chuyện gì đó hãy đơn giản một chút xíu để tu tập. Chứ giữ gìn mà rốt cuộc chúng ta lại bài vẽ thêm. Rồi có một số người họ không có niềm tin với Phật pháp, họ nói đã người ta cúng cho ăn rồi mà bắt người ta phải quỳ, phải lại, phải tận miệng tận tay vân vân. Có những cái phải trí tuệ mà chuyển qua để mang đến một cái lợi lạc cho mình, mà lợi lạc cho người. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Nếu như cái người hiểu biết mà ta thực hiện và có đủ cái thời gian, ví dụ chẳng hạn chúng tôi nói một vài vị thì cái điều đó là chấp nhận được. Nhưng nếu bây giờ người ta làm hàng chục bàn, có hàng trăm chư tăng, mà có đâu chừng vài người thôi, vài người để dân cúng thôi, mà dân cúng với thường thường thiện nam, chứ Phật tử nữ thì dân nó cũng gần kề, chư tăng thì cũng cãi, rồi lấy thiện nam nào đâu mà dân, rồi như vậy ăn vậy chắc phạm hết rồi. À, đây là cái điều mà chúng tôi chỉ nói như vậy thôi, còn chỉ có sự so sánh như thế thôi. Trong tăng đoàn nó cũng là một chuyện rối. Các vị lớn ở trên quyết, tăng ở trên quyết, mình phải nghe, mình phải làm bằng cái đại chúng tăng, bằng một cái hòa đồng tăng sự, bằng một cái hòa đồng để mà cùng chung sống để tiến hóa, chứ không phải là nhìn người ta như vậy rồi chết. Rồi ngày nay cái phương tiện, cũng như cái phương tiện mà gọi là cấp giá đó quý vị, một cái hình thức trực tiếp bằng cái hình thức gián tiếp, đó cũng là một sự so sánh. Nghĩ rằng ta là người hay, người kia là người dở. Sự thật cấp giá hay trực tiếp gì cũng là như thế. Nhận hay bảo người, hay hoặc là nhờ vả tất cả cái chuyện gì, cũng là không có buông bỏ, cũng là không có chấm dứt. Ở đây, và chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh. Một vị mà ngồi tĩnh tu
ở trong thiền viện, ở trong tự viện, nó rất là đơn giản thôi. Còn một vị sinh hoạt, thí dụ như bây giờ vị ấy cần đi học từ chỗ này, đi học từ chỗ qua chỗ kia, ai sẽ là người có các bí giá đi theo mà để giải quyết vấn đề? Thì ở đây chúng ta phải biết khi chúng ta cung bậc lúc nào thì làm lúc đó. Thì cái lúc này cái vị A này mới so sánh với cái vị kia, nghĩ rằng anh sai tôi đúng, thì anh đúng tôi sai là chết ngay. Mà khi mà quý vị biết vào hòa đồng tăng sự, chỗ này nó rất lớn, anh khởi lên cái ý nghĩ như vậy thì tăng sự đó nó dừng lại đó. Xem như cái tăng sự đó nó không chuẩn, nó không ổn đó. Khi mà không có được một sự thống nhất, cái chỗ mà trong cái lời sám hối rất là hay, nếu mà hiền giả tôn giả thấy nghe nghi gì hãy nói lên, đúng là không nóng. Bởi vì sợ không nói, bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia cho nên không nói. Mà khi không nói thì nó rất là nguy hiểm. Mà khi không nói ra nó khỏi cái tâm sự, hồi nãy bởi vì tôi cũng ngại cho nên tôi không nói này nói nọ, bởi vì tôi cũng ngại cái này tôi nghĩ kia, không có như vậy. Mà người nào tôn trọng cái luật, tôn trọng cái chân lý, tôn trọng cái luật là nghe cái Bồ Tát phải nói liền. Sa tu su phu tê san vare sa mi tu ya su phu tê san vare sa mi na pu ne wan ka mi na pu ne wan pha di chin tu hiền giải tôn giả cho thấy, cho nghe, cho nghi những gì thuộc về tôi ngài hãy nói ra, tôi sẽ cố gắng thu thúc và thổ trì lời dạy của ngài hay lời dạy của hiền giải. Cái lời nói đó là luật mà lại không nói, đến khi ra mà nói. Thì ở đây chính là sao, cái chúng ta người ấy không hiểu được luật của Phật, người ấy cũng chưa hiểu biết được có những cái cấp bí giá nó cao cấp, tức là cấp bí giá cái gì, tức là buông bỏ này mà không biết. Có những cái nó rất là nhẹ nhàng mà ôm mà nắm mà giữ đó, cái mà chúng ta thọ trì thì chúng ta cứ thọ trì, đừng bao giờ cho mình là như vậy là đúng, người khác là sai cũng chết. Ở trong Phật pháp này, cái duyên tu tập mà nó tùy duyên và nó tùy pháp và nó tùy hiểu, nó không phải là một chuyện bình thường được quý vị. Mà khi mình những cái chuyện nhỏ đó xem như là không có và mình cố gắng mình dẹp bỏ nó đi, chuyện lớn để mình biến thành cái chuyện nhỏ, cái chuyện rất là bình thường, đừng để cái phiền não nó đột phá trong lòng mình. Đó chính là cái tâm bực bội, cái tâm khó chịu, cái tâm ti tiện của chính mình. Bởi vì mà ngài ở trên trang ngài nói cái lý Phật pháp là đừng có nhìn cho người khác cho rằng mình như thế, mình đừng có nhìn người khác mình cho rằng người ta như thế này thế kia, mà mình hãy nhìn cái tâm khó chịu của mình đối với người. Thì khi nào mình hiểu được, mình tỉnh thức được như vậy, quý vị còn nghe chúng tôi nói không à? Nghĩ Phương không có nghe. Dạ cảm ơn Quý Thanh ạ. Thì quý vị cũng như mình đang bực bội người ta, mình đang bằng nhìn người ta bằng một cái sân tâm, bằng một cái ganh tị, bằng cái bực bội, bằng một cái ngã chấp hay là cái sân tâm, thì hai cái lời nói nó khác nhau xa. Cái người thương thì lúc nào cũng bảo vệ, mà cái người ghét thì vạch lá tìm xong, chuyện nhỏ xé ra to, chuyện to là cho nó càng to hơn nữa. Có cần thiết như vậy không? Bởi vì Phật pháp này chỉ nội một cái hành động thôi, hành động lớn, hành động nhỏ của chúng ta nó gây nên một cái sự nguy hiểm vô cùng to lớn cho Phật pháp này. Những người chưa có niềm tin họ sẽ khó có niềm tin, những người có niềm tin rồi họ sẽ bị mất đi cái niềm tin. Chúng ta tu được bao nhiêu, báo ơn Phật được bao nhiêu, trả lại cho Phật những chén cơm manh áo được bao nhiêu, cho mà đàn na tính thí được bao nhiêu, mà chúng ta lại làm
tỏ vẻ ra mình như thế này thế nọ, quả thật cái đó chẳng những không có tốt đẹp mà lại càng nguy hiểm nữa. Rồi lại cả một số người trên rung có được một kiến thức Phật pháp hay là kiến thức về luật một chút xíu, tự đi phê phán như thế này, tự đi phê phán như thế kia, kính thưa đại chúng, cái đó nó rất là nguy, nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất không phải việc của mình, mà quý vị có tin không, là có một số người tự cho mình tưởng đâu rằng mình là hiểu thông luật pháp nhờ ai á, rồi rồi mình là người có như là lào thông kinh kinh luật, đi là phê phán người này, chụp hình cái hình ảnh xấu này bung lên nói, và ta tháng mới là tôn trọng một cái người kia mới là cao sang quyền quý. Người ấy đâu có biết rằng một cái hành động lớn, hành động nhỏ của mình đã làm, đã tác tạo. Mà ngày nay cái thông tin đại chúng, cái truyền thông nó lớn, nó rộng, người ta nhìn, người ta nghĩ như thế nào về Phật pháp. Sự thật đây là những người chẳng những không phải làm tốt đẹp cho Phật pháp này mà phá hoại Phật pháp này. Có những chuyện cần tu, cần quay về, đó chính là để chối rồi, để soi rồi cho tất cả tự tâm, tự tánh của chính mình. Và cái chuyện người ta xấu cái này nhưng người ta tốt cái kia, chúng ta đâu có lấy cái tốt của người, mà chúng ta cứ cho là xấu, để xấu hết tất cả bằng một tòa án. Bằng một tòa án mà chính tự tâm của mình, chính tự lòng của mình xin việc để phán tội, để buộc tội họ, không có công tâm. Một tòa án, một cái tòa án bằng một cái lòng sân hận, tòa án bằng một cái tâm bực bội, cái tâm khó chịu, cái tâm câu chấp, thì làm sao mà tiến hóa được ở trong Phật pháp? Cái tâm tư nó đã sai lệch, là khẩu ác và ý ác khẩu ác rồi, thì không thể nào có thiện tâm quay về. Mà không có thiện tâm chứ đừng có nói chi mà thiện tâm, mà để mà làm nhân làm duyên để tốt đẹp. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chuyện hồn sinh tử, đường sinh tử hồn ấy nấy giữ. Chúng ta không thể thay đổi được người khác thì chúng ta hãy thay đổi về chính cho chính mình. Bởi chính mình nếu như chúng ta có sự thay đổi thì cả thế giới này nó cũng sẽ thay đổi. Mà nếu chúng ta không thay đổi mà chúng ta tự chấp, tự câu, tự hữu mình là như thế này thế kia thì không bao giờ thay đổi được. Sự chuyển hóa trong cuộc đời chỉ dạy tất cả chúng sinh, tức là cái gì? Hãy tự thay đổi mình, đừng có tự, cũng như là tự tìm lỗi của mình, chứ đừng bao giờ tìm lỗi của người. Thật vậy đó quý vị. Bởi vì sao vậy? Lỗi người thì dễ thấy, chứ cái lỗi của mình rất là khó thấy. Cũng như con người tốt khoe, xấu che, người ta nói thật. Mà thấy người ta xấu cái mình la làng cái xấu của người ta, bởi vì một trong những hai cái đó, cái điều mà chúng ta nhớ, khi chúng ta nói xấu người khác là chính mình rất giận, phải tự cảm trong lòng mình. Khi mình nói người ta về sắc diện, đừng bình phẩm người ta về sắc diện, thì mình đã so sánh, mình thua người ta, chứ mình mới bào chữa. Mình về kiến thức, về tiền của, về danh vọng, mình đừng nói về người ta. Bởi vì sống cái đời sống một, không quan hỷ thì thôi, giữ cái tâm bình thản, đừng có ganh tị, đừng có tật đố khởi lên. Chỉ ganh ghét người ta, ganh danh, ganh về cái tiếng, ganh về cái tài sản, tiền của, người ta được thuận duyên hơn mình, người ta đẹp đẽ, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ, bậc chưởng lưng thánh chúa, tất cả quả lạnh này do công đức đã tạo. Giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ, bậc chưởng lưng thánh chúa, tất cả quả lạnh này do công đức đã tạo. Ở trong cái bài kinh, trong cái bài kinh Phước Báo đã nói như vậy. Chứ ta phải tự động mà có. Ở đây chính chúng ta hiểu như vậy là nhờ chúng ta biết được cái nghiệp quả, thì chúng ta hiểu được à, người ta hơn mình tại sao như vậy, bởi vì người ta được cái phước hơn mình. Bây giờ mình cố gắng mình tạo cái phước lành thì tương lai mình sẽ được tốt đẹp. Hãy quan hệ với người, thấy người ta
làm phước, ngay cả làm phước cũng như đó, cái tự nhiên cái mình thấy ghét, tự nhiên bà cúng kiến vậy thế này thế kia không đúng, làm gì không đúng, làm phải làm phách, người ta hoàn toàn không biết gì hết trơn, mà người ta hơn, do người ta cúng nhiều hơn, do người ta tốt đẹp hơn, cái tự nhiên cái mình không thích. Cần thiết phải so sánh như vậy rất là tội nghiệp. Thì chúng tôi thấy những cái tâm tư chúng tôi rất là tội nghiệp, đừng bao giờ so sánh với mình. Mà mỗi con người ở trong cuộc đời này tâm tư đều có cái đẹp, cũng như mỗi con người đều đẹp do không biết làm đẹp, con người rất tốt do không biết làm tốt. Bởi vì chính tự tâm tự tánh của con người, nếu như tâm đó khởi sanh thiện tâm thì sẽ tốt, tâm đó khởi sanh ác tâm thì sẽ xấu, thế thôi. Không có một chân tâm bản sắc nào mà gọi là cội nguồn của chúng sinh tốt đẹp, mà chính là do tâm thiện, tâm ác, tâm lành, tâm hiền, tâm tu. Chứ chúng ta không có tâm Phật. Tâm Phật mà nói trên một cái nghĩa bóng để khuyến tu, chứ không có tâm Phật nhé. Bởi vì tâm Phật, cái tâm thanh tịnh, cái tâm tốt đẹp, tâm bậc thánh, tâm thánh hiền thì không có chuyện đó. Mà chúng ta có cái tâm lành, tâm thiện, tâm tu, chính là những thiện tâm của chúng ta để góp nhặt, để lo lắng trong cuộc đời, để trong cuộc đời này. Rồi cái sự giác ngộ nó mang tính tạm thời, khi người ta buông bỏ những cái việc ác, khi người ta chuyển hóa những cái lỗi lầm. Và chúng ta đừng bao giờ nhìn những người đau khổ hay những người bị lỗi lầm đó, chúng ta lại phê phán họ, chưa biết ai hơn ai đâu. Khi chúng ta bực bội, khi sân tâm của chúng ta khởi lên, liệu chúng ta có hành động hơn người ta không? Khi mình đang nhìn cái việc ác của người ta làm bằng một cái gì? Bằng một cái tâm nó bình thản ngay lúc này. Mà chúng ta nói, chúng ta phân tích, cái người đó sao ác quá, cái người đó sao ghê quá. Chưa. Khi mà tâm của chúng ta bực bội hay tâm của chúng ta tham ái khởi lên, sân hận khởi lên, chưa biết sự tình nó như thế nào nữa. Bởi cho nên chớ có nhìn lỗi người, cho rằng họ làm hay là không làm, hãy tự nhìn là chính mình có làm hay là không làm. Bởi vì khi đó Đức Phật dạy rất là tuyệt vời, thế là Sathanu bà sinh vì hai anh tăng ứng ri Giêsu và Samu tăng cứu cho năm em anh tăng nhung cứu sư tăng nhiều vi dân, tức là ai sống quán bất tịnh khéo nhiếp hộ các căn, khi ăn có tiết độ, tức là khéo nhiếp hộ cái gì mắt tai mũi lưỡi thân dễ này, thì ma không thể uy hiếp kẻ như cái gì, như núi đá trước gió, hay là như cây yếu trước gió bị nó quạt một cái là chết ngay. Thì nó là như vậy đó, kính thưa quý vị. Và trong cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ có cái sự so sánh. Khi tâm khởi lên có sự so sánh bằng, so sánh thua, so sánh hơn, tất cả đều là rơi vào ngã mạn. Bằng ý bằng, thua ý thua, hơn ý hơn. Cứ như thế mà chúng sinh lại thốt lên những cái tiếng để ca oán người, gây nên một niềm đau nỗi khổ cho người không cần thiết. Chỉ một lời nói thôi có thể tạo nên một cái khẩu nghiệp rất là lớn, cũng một lời nói tạo nên một cái sự an lạc rất là lớn. Tại sao không nói lời thiện? Tại sao không nói cái lời tốt? Bằng một cái nhìn, bằng một sự suy nghĩ, mình khi mình nói xấu người khác, nói không đúng, mà nói dèm pha người khác, mình cảm thấy thối miệng. Và khi tâm tư mình khởi sanh nghĩ xấu người, mình cảm thấy xấu hổ. Hãy tập những cái tâm, những cái tánh như thế bằng cách tự tập. Chúng ta phải tập thì mới được. Rồi những lúc khi một cái phiền não luân hồi của chính mình, mình có bực bội thì mình phản ứng. Nhưng là một người tu biết, không được, chậm lại, không được, phải tu, nhìn, vân vân. Thì cái mà chúng ta huân tập như vậy thì chúng ta sẽ được tốt đẹp, bằng ngược lại nó rất là nguy hiểm cho chính chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên vì vậy, một sự hiểu biết, một cái sự tu tập, nó là luôn luôn sẽ là muôn thuở
Bởi vì khi mà chúng ta có cái thiện tâm khởi sanh thì cái tất cả an lạc nó sẽ có. Bằng ngược lại, nếu như không có thiện tâm khởi sanh thì không có lối về của Phật pháp, chứ đừng nói chi là những cái bồ đề hay là đạo quả gì. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa đồng thể quý vị, đây chính là cái ý nghĩa của Phật qua câu pháp cú mà chúng tôi đã trình bày như vậy. Nếu có địa chỉ sẽ tất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hệ cho kính chấp nhận thời nhận thức nơi đây, trước khi những lời kính dân Phật Phật lành đến trở lại thất thứ đại chính vương cấp tiên hồ chính pháp, kính dân Phật lành này đến các chư thần chư tiên chư vị phổ định khí linh nhất linh tại nơi đây, chẳng chúng sinh hữu hình vô hình, đặc biệt kính dân Phật Phật lành đến các vị thầy đạo hóa bản, nhất là ngài hòa thượng thực sự nhận hồng Phật tuệ, sư trưởng cùng sư huynh cùng các bậc hữu ân, cùng thân bằng quyến thuộc của chúng tôi quý vị đạo hóa bản xin được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được tăng lâm Phật thọ. Xin cho tất cả chúng ta hãy luôn luôn nhớ quay về với chính mình để được an lạc ở hôm nay và ngày sau. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tăng Ma Dạ, Sanh Khai Dạ. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học Pháp Cú số 253 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Avato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa bhutana bhavena sada sati kamantu te. Avato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa sankhana bhavena sada sati kamantu te. Bà vật tư sắp bà mang ở lăng ra khăn tư sắp bè đê vật tư sắp bà sẵn khá nữ khá vệ nê sà đà sô thí bà văn chú tê. Tất cả phương quê văn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, cũng do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sự thành lợi đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.